Chào các bạn Mình đang xây tạm cái phòng con con Ở chỗ hai cái vải che nhà các bạn ạ Cuộc sống khó khăn thôi thì hơi nơi chấp vá vậy <laughs> Thì mình không có phương tiện Đo đạc Vuông góc cho mình lấy cái tạm với bảng Mình đo bằng cách này Thấy nó cũng hay hay Quay lại chia sẻ với anh em và các bạn Thì dưới cái bảng nó có chỉ các bạn ạ Mình dùng cái cước mình nói cước làm sao áp cái chỉ này đi cái cước đúng với chỉ đây. thế là cái đường khóc vóc này nó đã vuông đấy Cái này đúng với chỉ đấy. đúng với chỉ đây hai cái cước này này đấy đấy cước đúng với chỉ tất nhiên cái này đừng để đẩy lên nhé nó hơi gần như chạm một tí thôi đừng để đẩy cước đấy. đừng để đẩy cước đấy. đây cũng là cách lấy góc vuông bởi anh em thợ thì không biết họ làm gì mình thì mình cũng tay máy nghịch ngợm nó cũng chẳng áp lực cho lắm chật trội nhưng mà vẫn chưa đến nỗi gọi là không <laughs> có chỗ ở cho nó cứ xây lung tung nghịch ngợm trải nghiệm cho nó vui Đấy. thì đăng lên để chia sẻ với anh em đây là một cách lấy tất nhiên các bạn không có thước thì các bạn tạm thời lấy tờ giấy cái gì đó nhưng nó vuông vuông to to, to tí nhá những tờ giấy mà to chẳng tờ giấy A4 hoặc là thì chúng ta kẻ góc vuông ra cho nó làm theo nó cũng Vương vắn này này thì nó cũng Thế nhà mình nó đỡ vuông Nó vuông hơn sau này lại Lát gạch thì gạch nó vuông Nhất là gạch to càng to càng vuông mà lại Lát bên cạnh nó cứ vẹo vẹo Để phải cưa đi chống xấu lắm Thôi thì uh... cách lấy bằng cách là đo đường chéo rồi đo các đường nó bằng nhau Thì nó khó bởi vì khi đang lào, mặn, đào là móng thì chỗ máy cẩu ở uh, chỗ máy xúc thì chỗ cao chỗ thấp thì gạt ra nó phiền lắm cho nên tạm thời là có vuông một cách này tôi chia sẻ anh em và các bạn đây đây nhé đây là hai cái dây cước đấy đây cái này, đấy, thấy chưa? Đấy, để đặt lên cực đúng cái đường góc vuông. Đấy. Đúng đường góc vuông. Đấy, đúng đường góc vuông. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhá.